Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Thế Giới Hôm Nay. Với truyền thống là một quốc gia có tinh thần hiếu học, từ xưa đến nay đất nước Việt Nam không thiếu những tấm gương học tập nổi tiếng thế giới. Tiếp nối truyền thống ấy, ngày nay nhiều bạn học sinh ngay còn ngồi trên ghế cấp 3 đã sở hữu thành tích học tập đáng nể và giành được hàng loạt học bổng của những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Các bạn đã biết những học sinh đó là ai chưa? Nguyễn Bành Đức, Lê Thị Hiền hay Trần Minh Thuận là một trong những cái tên mà Thế Giới Hôm Nay sẽ giới thiệu đến các bạn trong video 7 học sinh Việt Nam khiến nhiều trường đại học Mỹ thi nhau mời vì quá tài giỏi. Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay tìm hiểu xem con nhà người ta xuất sắc ra sao. Bảy, Hoàng Diễm Quỳnh, nữ sinh 17 tuổi. Ở tuổi 17, học lực của bạn trên lớp như thế nào? Có trường đại học nào trên thế giới trải thảm đỏ để mời đón bạn hay không? Chắc chắn phần đông chúng ta sẽ trả lời là không. Thế nhưng với cô gái Hoàng Diễm Quỳnh thì lại là chuyện khác. Xác định việc học là học cho bản thân mình, do mình chủ động chứ không để ba mẹ phải nhắc nhở. Khi lên lớp nghe giảng kỹ và khi đã ngồi vào bàn học thì phải tập trung. Chính vì thế mà trước khi sang Mỹ du học năm lớp 11, Quỳnh là học sinh giỏi toàn diện trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Gò Vấp. Điểm tổng kết lúc nào cũng gần 10. Suốt thời gian học ở trường Layton Christian Academy, Quỳnh đều là học sinh xuất sắc toàn diện. Đặc biệt, năm học 12, Quỳnh được Hiệp hội Hiệu trưởng các trường trung học Mỹ khen thưởng vì là một trong 40 học sinh xuất sắc toàn diện trên toàn nước Mỹ. Với kết quả học tập thuộc hàng khủng như vậy, nên trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đã có 3 trường đại học top đầu của Mỹ là Đại học Utah, Đại học Nam Florida và Đại học Arizona gọi Quỳnh nhập học. Thật đáng ngưỡng mộ đúng không nào? Sáu, Nguyễn Bành Đức. Có một nam sinh đã xuất sắc giành được học bổng của 15 trường đại học hàng đầu ở Mỹ với tổng trị giá hơn 1,8 triệu đô la Mỹ. Các bạn có biết đó là ai không? Nam sinh xuất sắc đó không ai khác, chính là em Nguyễn Bành Đức, học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, Nghệ An. Nguyễn Bành Đức đã xuất sắc được 15 trường đại học hàng đầu của Mỹ, nhận vào học ngành khoa học máy tính và cấp học bổng. Tổng trị giá các suất học bổng mà Đức đã đạt được là 1,863 triệu đô la Mỹ, hơn 43 tỷ đồng. Trong đó, suất học bổng nhiều nhất là trường Dickinson College với 210.400 đô la Mỹ, gần 5 tỷ đồng trong 4 năm học, được đánh giá là một học trò có tố chất thông minh, kiên trì, khả năng tự học cao, luôn có ý thức vượt qua giới hạn của bản thân. Em luôn tâm đắc câu nói của bà Layla Ali, con gái của võ sư Huyền Anh, huyền thoại người Mỹ, Muhammad Ali, tập trung vào việc giữ cân bằng, thành công là sự cân bằng. Chính sự bình thản và tự tin, Đức đang từng ngày bước đi trên con đường trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Còn các bạn thì sao? 5. Dương Bảo Tiên. Nếu bạn cảm thấy cánh cửa đại học quá khó khăn, thì bạn hãy nhìn vào tấm gương của cô nàng Dương Bảo Tiên, học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên. Chắc chắn bạn sẽ có động lực để tiếp tục nỗ lực. Sau hai đợt tuyển sinh của Đại học Mỹ, Bảo Tiên nhận thông báo trúng tuyển của 15 trường đại học. Trong đó, Đại học Dickinson có học bổng cao nhất gần 207.000 đô la Mỹ, gần 5 tỷ đồng cho 4 năm. Các trường khác ít nhất cũng 120.000 đô la Mỹ. Mặc dù ở Phú Yên không có nhiều điều kiện học để sang học bổng, nhưng Bảo Tiên đã nuôi giấc mơ du học từ nhỏ. Bên cạnh cố gắng trong học tập, Tiên còn tham gia rất nhiều hoạt động ở cả trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc, MUN. Hè lớp 10, em bắt đầu tham gia các hội nghị MUN lớn, mang tầm quốc tế ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và giành rất nhiều thành tích như đại biểu xuất sắc, đại biểu danh dự. Hiện tại dù đã trúng tuyển Đại học Mỹ, nhưng Tiên quyết định bảo lưu một năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cô nàng dự định sẽ dành một năm tới để phát triển bản thân, xây dựng các dự án của riêng mình, xin đi thực tập, trải nghiệm để trau dồi kiến thức, kỹ năng trước khi sang Mỹ. 4. Nguyễn Phương Thảo. Nhắc đến những học sinh Việt tài giỏi, không thể thiếu cái tên Nguyễn Phương Thảo. Nữ sinh Việt Nam chiến thắng huy chương vàng kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 với số điểm chung cuộc cao nhất. Thảo đã chinh phục thành công Viện Công nghệ số 1 thế giới Massachusetts Institute of Technology, Hoa Kỳ vào năm 2019. Em giành học bổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng cho 4 năm học tại đây. Có được kết quả như hôm nay không phải tự nhiên trên trời rơi xuống mà đều dựa vào nghị lực và sự cố gắng học tập của cô nàng sinh năm 2000 này. Đam mê sinh học từ nhỏ, lớp 9, Thảo giành giải nhất học sinh giỏi môn sinh học thành phố Hà Nội. Thi vào lớp 10, em xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của lớp chuyên sinh, trường trung học phổ thông, chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Để rồi năm 2018, Phương Thảo xuất sắc giành huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế với tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh và được tôn vinh người chiến thắng chung cuộc.
Với những thành tích ấn tượng, năm 2018, Phương Thảo được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 khi mới 18 tuổi. Khi ở độ tuổi của Phương Thảo, bạn đã có những thành tích đáng nể nào? Hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé! Ba, Lê Mỹ Hiền. Bạn nào là fan của bộ phim Hàn Quốc chuyển tên Harvard, có lẽ cũng biết ngôi trường này là giấc mơ của rất nhiều mọt sách, nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Chính vì thế mà nhiều dân tình đã choáng váng khi một nữ sinh ở Phan Thiết giành được học bổng toàn phần từ trường đại học danh giá nhất nước Mỹ, Harvard. Từ cuối tháng 3, khi các bạn đồng trang lứa đang học để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nữ sinh Lê Mỹ Hiền, lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận đã nhận được thư chúc mừng với học bổng toàn phần 4 năm của đại học Harvard. Không chỉ Harvard, Hiền còn trúng tuyển vào đại học Amherst, đại học Đức và một số trường danh giá khác tại châu Âu. Đúng chuẩn con nhà người ta các bạn nhỉ? Còn con nhà các bạn thì sao? Được nhận xét như là một máy nghiền sách thực thụ, do ở Phan Thiết không có các trung tâm luyện thi nên Mỹ Hiền đã học đi học lại 3 đến 2 lần bộ sách tài liệu luyện thi chứng chỉ để du học mà cô giáo mua cho, và còn tự mày mò thêm một số sách ôn luyện SAT khác để học. Nhờ năng lực tự học siêu đẳng mà cô nàng đã xuất sắc giành học bổng toàn phần mà bao người mơ ước. Hai, Trần Minh Thuận. Năm 2019, một nam sinh Việt đã tạo nên dấu ấn lớn khi là học sinh trường quốc tế hiếm hoi, không chỉ trúng tuyển 10 trường đại học Mỹ danh tiếng mà còn được nhiều trường trong số đó mời gọi bằng học bổng khủng. Những trường đại học đình đám như Stanford, Princeton, Dartmouth, Duke, Vanderbilt, Washington University, in St. Louis, Davidson College, Colgate, Trinity and Yale đã đồng loạt gọi tên Trần Minh Thuận, học sinh trường Trung học phổ thông quốc tế Concordia, Hà Nội, với tổng học bổng lên tới 1,2 triệu đô, hơn 28 tỷ đồng. Thế là Thuận được bạn bè gọi tên là nam sinh Việt triệu đô. Minh Thuận miêu tả mình là một người luôn luôn muốn học hỏi, kết nối, em thích đọc sách, nói chuyện và kết bạn với những người có nền tảng khác mình để hiểu thêm về kinh nghiệm và kiến thức của họ. Về thành tích, Thuận từng 2 lần đoạt giải toán quốc tế từ Đại học Waterloo của Canada, lọt top 25 thế giới và là cựu chủ tịch câu lạc bộ toán ở trường Concordia. Ngoài ra, Thuận còn là thành viên đồng sáng lập Concordia International Research Conference in Hà Nội, hội thảo nghiên cứu quốc tế chỉ dành cho học sinh cấp 3, tổ chức hướng đến việc đại học sinh cấp 3 tới việc nghiên cứu và tự tạo ra kiến thức cho thế giới. Liệu bạn có muốn một trường đại học nào đó gọi tên như cậu học sinh này không? Một, Nguyễn Khánh Linh. Cuối cùng trong danh sách hôm nay là cô gái vàng xứ Thanh, Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, người đã nhận được học bổng lên đến hơn 7 tỷ đồng từ trường đại học MIT và học bổng toàn phần từ đại học John Hopkins. Để được các trường đại học danh giá săn đón như hôm nay, ngoài kết quả học tập vượt trội của mình ở trường, Khánh Linh đã giành được huy chương vàng và là thí sinh nữ xuất sắc nhất kỳ thi Olympic quốc tế vật lý lần thứ 50 tổ chức tại Israel vào tháng 7 năm 2019. Và để đi đến được thành công trên hành trình học tập của mình, với Khánh Linh bên cạnh những nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của thầy cô và gia đình luôn ủng hộ những lựa chọn của em. Chính nhờ sự hỗ trợ hết lòng và cả vật chất và tinh thần từ gia đình mà em có thể vững bước trên hành trình vừa qua. Nói về kinh nghiệm để đạt được thành tích cao trong học tập, Khánh Linh cho biết, để có thể tiến xa thì em nghĩ các bạn còn có đam mê với môn học. Việc tìm đam mê rất khó khăn, nhưng hy vọng các bạn hãy mạnh dạn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực để tìm đúng con đường của mình. Và Khánh Linh đã tìm đúng con đường của mình, còn các bạn thì sao? Video đến đây là hết rồi. Không biết thành tích học tập của bạn học sinh nào làm cho bạn ấn tượng nhất? Hãy comment bên dưới câu trả lời của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like và share nếu bạn thích nội dung này. Cuối cùng, hãy đăng ký theo dõi kênh để được xem những video tiếp theo của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!